các trọng tài chuẩn bị trận đấu tiếp tục. Vận kinh Bắc vừa qua cấp quyền tiến công yên ngầm cố sang đã như thắng. Xin chúc mừng Đô Nguyễn Tiến Công và Sóc Sơn đã nhất đã như thắng và giải Kinh Bắc trị giá 5 triệu đồng trước Đô Nguyễn Văn Sơn của đồng kỳ. Mặc dù Đô Nguyễn Văn Sơn đã được các khán giả động viên rất nhiều, là nếu như giành chiến thắng được thì tăng tiền thưởng. Cô Sơn sẽ được 3 triệu đồng. Nhưng Đô Nguyễn Tiến Công rất là xuất sắc và không thể giành chiến thắng được. Một nữa xin chúc mừng Đô Nguyễn Tiến Công đã xuất sắc giành chiến thắng như thắng tại Kinh Bắc trị giá 5 triệu đồng.